kiều phiên bản Thái Lan gây sốt cả cõi mạng bởi nét đẹp phi giới tính. Dàn hậu cung còn hùng hậu hơn cả xà nữ. PP Grid đã không còn là cái tên quá xa lạ trong làng giải trí đất Thái, hoạt động đa lĩnh vực từ ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Anh chàng sở hữu cho mình lượng fan hùng hậu bởi tài năng nổi bật và nét đẹp phi giới tính ai nhìn cũng phải mê của mình. Cứ hễ xuất hiện ở đâu là PP lại gây náo loạn ở đó, đâu cũng là sàn diễn thời trang của cổ cả. À ta biết à ta đẹp nên à ta lúc nào cũng xuất hiện siêu slay trên sân khấu. Người gì đâu mà đẹp không góc chết như vậy cơ chứ. Mỗi lần xuất hiện là PP Grid lại khiến cả cõi mạng phải dần dần vì giao diện của mình. Đúng chuẩn lụa đẹp vì người, chàng ca sĩ xứ chùa vàng mặc gì cũng đẹp cả. Sở hữu thân hình tỷ lệ chuẩn chỉnh không chỗ nào có thể chê nổi là lợi thế giúp nam ca sĩ cân đẹp tất thảy các loại trang phục. Còn nhớ trong lần ả ta xuất hiện với vai trò ca sĩ khách mời của Miss Grand Thái Lan, PP Grid thậm chí còn chiếm luôn cả hào quang của dàn thí sinh bởi vẻ đẹp sáng bừng sân khấu. Bước ra cùng top 5 người đẹp mà ai cũng tưởng nàng là thí sinh tiềm năng cho chiếc vương miện danh giá. Ngoài là ngôi sao đình đám, xinh đẹp thì PP Grid còn sở hữu dàn hậu cung với bộ sưu tập những anh chồng yêu siêu chất lượng, siêu thơm phức hít hà. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra là có thật mọi người ạ. Chuẩn kiều nữ được các anh hết mực bảo vệ. Việc duy nhất mà bé PP cần làm chỉ là ăn mặc xinh đẹp và siêu slay mỗi lần xuất hiện thôi. Những việc còn lại để các anh lo hết. Đấy, nhìn mấy cái hành động này thì bảo sao mà các chị các em cũng phải đổ đứ đừ chứ nói gì đến PP nhà ta. Nhiều người hâm mộ còn nhận ra rằng, ở Việt Nam cũng có một đại diện siêu giống với nàng kiều nữ đất Thái này không ai khác chính là Pháp Kiều. Cả hai đều sở hữu nét đẹp phi giới tính, cùng có bộ sưu tập các anh chồng ưu đỉnh cả chất lẫn lượng và lượng fan hâm mộ hùng hậu. Cộng đồng mạng còn đùa rằng, cả hai mà có dịp gặp nhau thì đảm bảo là vui phải biết luôn. Không nói thì thôi, chứ tự nhiên nói ra fan lại thấy háo hức thôi rồi. Bạn có ấn tượng với chàng idol đình đám đất Thái này không? Chia sẻ với Gian nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.